ai thì máu lẩu lọ rồi. Lột cái này ra thôi. Ừ. Ngoài bé. Ôi, còn tươi lắm nhỉ. Ôi, tuyệt vời. Các bác nhìn miếng thịt trâu xem nào. Toàn nó thái con dao này, ác thật đấy. Ui giời này. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn, nó đầu nhìn bên ngoài nó thâm thâm, mình cứ tưởng là nó bị đá lạnh quá, không ngờ bên trong vẫn còn nguyên đây mà các bác. Quá chất lượng luôn đấy. Này, nó dại đầy hết ra đây này. Nhìn đẹp thế. Might be an in Anh Toán thấy thế nào anh Toán? Rất là hấp dẫn. Hả? Rất là hấp dẫn, rất là đói ngon. Đói chưa? Nhìn thấy miếng thịt đói chưa? Toán làm rất là chuyên nghiệp. Đói chưa? Úi giời. Sau này mở nhà hàng hoa ban thì Toán cũng làm bếp trưởng luôn. Được đấy nhỉ? Cứ ném vào đi. Rồi ôi, đang thèm quá Toán ơi. Ác thật đấy. Thế này thì tối nay say rượu chứ. Phải say. Một song thịt đã gần đầy rồi các bác. Còn một miếng nữa. Chỗ này hôm nay tôi mang đi 8 lạng các bác ạ. Chính xác cả 8 lạng, tôi cân ở nhà đi là 8 lạng. Đây cái song này đây. Tí nữa mình gắp ra từng miếng xong mình nhúng vào mẻ mình ăn thì với rau rừng thì cái này mà thịt bò thì nhai sống được đấy. Nhưng mà thịt trâu thì không nhai sống được các bác ạ. Thì bò cho hòn đá nướng nướng qua qua phát là chén luôn. Ô anh Toán ơi, anh xem một em cái con cá ở trong lán đấy. Không có cháy mất đấy. Em thì đang ngồi quay phim tí, các bác thông cảm nhá. Tôi quay phim thì phải được ưu tiên tối đa tí thì không có đi mất khoảng khắc ngay. Anh Toán thì anh đang giúp là xem cái con cá vừa nãy. Đầy đồi cơ. Đẹp rồi. Để nó vào đi. Thôi ta đi về đây. Đi về nha, đi về nha, mẹ đây nha. Chạy theo đấy. Bi 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 bi. Con trâu còn sống này. Trâu còn sống này. Ôi nó cứ nhảy ra này. Ui giời, ui giời, ui giời, ui giời. Cá thế nào rồi anh? Cá chín rồi. Chín một nửa rồi, còn nửa vừa lục lại. Cái này để đây, tối nay chúng ta uống rượu. Đừng mặt cho anh. Đừng mặt rồi. Không nấu thêm
gõ cái tận hỏng nồi đấy. Ơ đẹp thế. Hả? Ngam nào? Ngam nhỉ. Còn ít à? Đây các bác, cái nồi cơm bây giờ. Pụp pụp pụp. Chỗ này tối nay ăn cơm. Ngon đấy, cái nồi nấu cơm ngon đấy các bác ạ. Nấu cứ cho nhỏ lửa là xong hết. Không phải về học kinh nghiệm đó chứ. Hả? Đấy hỏi Toàn này, hỏi kinh nghiệm Toàn. Toàn nồi cơm mày nấu như thế nào? Nấu nhỏ lửa. Và lại mình phải trông. Trông đúng không? Chứ không như nồi gang của mình là cứ vứt đấy đúng không? Đấy, kinh nghiệm đấy. Nồi này nấu cơm thoải mái các bác. Lần này lần thứ hai rồi đấy. Ô, ngạp ai lo. Đây góc kia. Tin luôn đi nhỉ? Tin luôn. Nói rồi. Nói rồi, anh em tôi chuẩn bị xong ăn cơm rồi các bác ơi. Tối nay là chúng ta ngồi ăn trâu nhúng mẻ ngay cạnh chỗ cắm trại nhá. Đây, cạnh chỗ cắm trại luôn nhá. Thì bây giờ lửa tôi đốt mấy chỗ đấy, nhưng bây giờ tập hợp lại đốt ngay chỗ cát này. Nó vừa đỡ bắn vào mặt, ngồi ăn yên tâm, mà ngồi cát này, ngồi xổm này luôn này, nó êm ấy. Đây này. Đây, xong rồi mình cứ ngồi mình xúc, mình ăn, mình xúc, mình ăn. Ơ, chết rồi, còn một cái nữa. Đũa. Chưa gót à? Ừ, bây giờ lấy nó ra cây nhỉ. Ở đây không có cây tre đâu. Cái cành lá rong có được không? Không được đâu. Chết rồi. Chết rồi, không có đũa này thì tìm đũa đã. Toàn bảo là lấy cái lá rong này làm đũa các bác ạ. Làm đũa bằng cái lá rong này luôn. Tôi cũng chưa dùng bao giờ cả, nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ rất là trơn. Để mình cắt nó đi đấy nhá. Hoàn chỉnh ba đôi đũa bằng cả cuộn lá rong rồi các bác. Các bác nhớ là cái lá rong này nếu mà các bác muốn cắt ấy, đừng có khía khía nhá. Nếu mà để chặt thành nó bằng như thế này này, thì các bác đặt con dao cầm xong, các bác đặt con dao thật sắc vào là phúc một phát luôn nhá, thì nó mới đứt đều tay này đấy. Chứ còn không là nó sẽ bị vỡ, bởi vì trong cái ống của cái cây rong này nó rất là rỗng như này mà các bác. Đấy, nên là mình phải chặt cho nó mạnh tay một chút là có cái đũa rồi. Nhưng mà tôi cảm giác như là cầm nó sẽ hơi trơn trơn một chút, trong cơ sở gắp thịt thì đói mà lại run run tay này thì gắp thì nó trượt hết, nhưng mà không sao đâu nhỉ. Đói thì ta bốc tay. Nước à? Pha chế món này đi. Cất dao. Nhớ là dao dùng xong các bác đi, các bác phải bỏ trong ống, trong cái này nhá, đừng có vứt linh tinh nhá, anh em dẫm vào đấy. Dẫm vào là chết dở đấy, dao rất là sắc luôn, nó nhọn rồi. Đây, mày cho mẻ vào rồi gì? Cho một nửa. Vâng. Xem thế nào, nó chua hay không chua đi. Thì cho cho thêm. Chắc không chua đâu. Cho thêm. Thử nếm nếm thế nào. Không chua đâu. Thêm. Thôi, thôi. Ừ, Toàn à, đừng có làm thế chứ. Nấu ăn thì người ta phải thử tí một chứ. Làm tí nó chua quá không ăn được đâu. Ngon chưa? Nếm thử chưa? Cho một tí muối vào. Mẻ tôi cho vào rồi đấy các bác. Cho mẻ vào rồi. Mà khén có cho không? Có chứ. Có cho mà khén nữa. Tao thấy dưới xuôi thì người ta không cho mà khén đâu. Không cho á? Hay là cứ cho nhỉ? Cho nó thơm nhé. Vừa đủ. Vừa đủ á? Một tí thôi nhá. Nhiều khét đấy. Thế này thôi nhỉ? Rồi. Ớt một tí nữa. Vớt đây. Nữa đi. Nữa nha. Rồi. Còn được phải chịu đòn nha. Phải đi lấy tiền nhà về lại đấy. Chị phải nuốt, cố nuốt thì chị làm thế nào. Ôi giời, làm gì được. Món ngon nhất thiên hạ. Nhanh lên đi, không có trời tối, ăn không ngon. Toàn cảnh đây các bác ơi. Chuẩn bị vào mâm nhá. Nước sôi phát là chén luôn đấy, không nói nhiều đâu. Có mang bát không đấy Toàn? Bát á? Ừ. Cái bát nhựa mình không có. Nhưng mà bát có mang không? Có 3 bát. Có có 3 bát gì? Trong cái bộ nồi này là có 3 cái bát nhựa đấy các bác nhá. Nếu mà các bác không mang bát thì các bác nhớ là trong bộ nồi luôn sẽ có sẵn có rồi. Đặt mua là có sẵn trong bộ nồi rồi đấy. Bên này anh Toán đang con loay hoay con cá. Một mặt chín rồi. Dạ. Mặt này chưa chín.
Được rồi, sắp được rồi đấy. Một tí thôi anh ạ, cho nó vàng vàng tí cho nó ngon. Xong là bắt đầu vào mâm thôi các bác. Cắm trại này mới sướng chứ. Hôm nay mới đúng cảm giác thư thái cho anh Toán. Rất là thú vị, rất là thoải mái. Bỏ rau ra luôn thôi nhỉ. Rau đây rồi các bác, rau để ăn với lại món thịt trâu nhúng mẻ đây rồi, toàn rau rừng luôn nhá. Như cái lau rau rừng này đang đắng chát chát, chua chua ngọt ngọt, ngon ngon. Đập đây. Còn thịt trâu đây, nét chưa? Rồi. Thế mang ra là nhúng thôi, chén thôi. Anh Toán này vào mâm đi. Xem một cá này. Chín rồi đây anh ạ. Mang rượu vào đây, mang bia vào đây. Chín rồi. Cá này cho cái gì nhỉ? Cá đổ lên luôn anh. Bỏ đây thôi. Đặt đặt lên luôn này. Đấy, uống nó chè đi. Ngồi đây anh. Các bác ơi, ăn ngay bên bờ suối, nhúng luôn trên nồi. Trời bây giờ nó đã râm râm mát mát rồi, sắp tối rồi. Bỏ bia ra đi. Xem nào. Chưa sôi. Nhìn có thấy rõ không các bác? Đây toàn cảnh đằng sau chúng tôi đây nha. Lều trại đã sẵn sàng hết rồi. Giờ chỉ cần tiết mục ăn say và đi chơi. Tối nay khéo anh em mình câu đêm thử tí. Thử tối tối khả năng ăn. Anh em tôi vẫn câu đêm các bác. Nào, anh em. Thôi mời các bác vào mâm nhá. Bia Sài Gòn, anh em Sài Gòn có bao giờ đi suối kiểu này không? Tôi thật là tôi cũng chả hiểu nhiều về trong văn hóa Nam Bộ đâu. Nhiều còn anh em cứ bảo vào đấy nhưng mà chưa có dịp. Sẽ có dịp vào thăm các bác. Con đá mà đây này. Chúc sức khỏe. Sức khỏe nhá, anh em. Chúc chú ý thành công. Ừ. Các bác nha. Toàn này là máu đây các bác ạ. Ngon thế. À, chưa sôi nhỉ. Em cho lửa một tí sôi để mình bắt được mình nha. Mình ăn cá rồi đấy nhỉ. Ăn vâng. Cá thôi. Cá đi, thử miếng cá nha. Thử cái đũa bằng cây lá xong. Ơ xem có ai có cái to cái nhỏ không. Chia nhau lại đi. Cái nào to cái nào nhỏ đi với nhau đây. Cái này bằng nhau này. Đây là thịt cá pami nướng. Nó có một tí xương răm đây các bác. Ngon thế. Chấm đi. Cho em mượn tí đã nha. Mượn phải giá nhanh. Nhúng một phát thế này thế nào. Đây mời các anh. Các bác ơi, con cá này nướng này nhìn nó nhiều thịt lắm. Nó không có xương răm nhiều lắm đâu, nó chỉ có một tí đấy, tôi vừa lấy ra đây. Ngon quá thì làm hai hớp đi. Ôi Toàn ơi. Ngon. Ngon à? Thế nào đấy? Cá nó cũng ngọt. Không nói được các bác ạ. Miếng cá này thằng Toàn nó ướp mặn phải cái đái luôn. Mày thử đi. Ngon quá, giờ vừa mà nỗi gì. Mặn không anh Toán? Vừa vừa, không mặn lắm đâu. Có chỗ mặn, chỗ nhạt. Mặn cực kỳ luôn đấy, cái thằng Ôn này. Nó cố tình chơi mình. Sôi rồi, sôi rồi, sôi rồi. Một con em ăn cho nó thích. Sôi rồi các bác ơi. Nào cho Châu đi, Toán ơi. Tao cũng chưa được ăn món này bao giờ. Đưa đây, tao đạo diễn cho, đưa đây, đưa đây. Tao đạo diễn cho anh em cứ ngồi uống đi. Thịt trâu đi các bác nha, mẻ sôi rồi nha. Úi giời ơi. Gắp một miếng cái này xong cho vào, xong anh em cứ thế gắp nha các bác nha. Nét chưa Toàn? Ngon lắm. Úi giời ơi này. Cho vào thịt trâu. Thế cho rau vào chứ. Rau từ đã, ăn thử mấy miếng thế này đã.
ngon quá. Ui dồi ôi, cứ ninh từ từ kỹ kỹ một tí đấy, thịt trâu thì. Nhớ nhớ đấy. Này. Rồi, đấy bạn. Đây, quay cận cảnh cho các bác nhìn. Ui. Đây. Đây các bác nhá, thịt trâu của tôi đã cho vào rồi, giờ đợi một tí nữa cho nó sôi ngục lên á, sôi kỹ kỹ một tí vì thịt trâu mà, mình nhúng mẻ, xong mình chén. Chua ngon đấy bạn ạ. Bảo rồi mà. Cho vung vào đi. Để cái vung lại vào, xong làm. Chúng tôi đang cố gắng hết sức làm ăn trời nó còn sáng các bác ạ, chứ không có tí nó bật đèn lên thì lại tối quay nó cũng không được đẹp lắm, không rõ. Nhìn ấm cúng nhưng không đẹp, nhưng yên tâm hôm nay ăn uống nó phải từ từ, không vội vàng được đâu. Cứ từ từ đến khi nào tối thì mình bật đèn lên các bác nhá. Đèn đóm có nhiều, đèn cắm trại cũng có. Đèn các loại đèn cắm trại đều mang đi hết, đèn gì cũng có. Chín rồi. Chín chưa anh? Chín rồi. Chín đi. Toàn cho rau rừng vào này các bác này. Ui giời nhìn hấp dẫn thế. Ăn lẩu. Cái này có giống lẩu không Toàn? Cũng giống. Giống nhỉ? Không phải cũng giống, nó giống là Toàn. Chua ngon nhỉ? Chua không anh? Chua ngọt. Vừa. Anh Toàn ăn chua nhúng mẻ bao giờ chưa? Ăn nhiều rồi nhưng mà ăn nó giữ không ra này lần đầu tiên. Chứ mà dưới suối ăn rồi gì? Em chưa được ăn bao giờ luôn đấy. Mang tiếng làm nghề mổ trâu. Em cũng chưa ăn. Các bếp nhưng mà chưa bao giờ làm đâu. Hôm nay mới được làm đấy. Mà ngồi ăn kiểu này mới sướng các bác ạ. Chứ mà ngồi ăn ở nhà bếp ga hay là cái gì bếp điện thì thoải mái điều kiện làm nhưng chúng tôi không thích. Làm hớp đã. Đây, biểu của tao đấy. Cho món ngon mới nào. Ngon quá. Sôi rồi đấy. Anh rau chưa nhé, xem nào. Anh phải mỗi người hai lon mới được. Anh Toàn ăn xong cảm nhận cho em xem nào, anh Toàn. Xem anh xem rau cái rau rừng. Chua chua ngon lắm. Rau rừng ăn, rau rừng này ăn khác rau rừng ở bên kia. Ăn đi Toàn. Vâng. Ăn đi anh em. Mời các bác rau rừng đây. Ăn rau trước ăn ăn thịt sau. Cái đũa này cũng đẹp phết. Ui dồi ôi. Còn có mẻ này nữa chứ. Ngon mà rau rừng. Sao ngon thế. Làm cái gì đi anh em. Mấy thịt đi. Cái đũa này hơi khó mò đấy các bác ạ. Trơn đấy. Trơn lắm. Đây được miếng rồi. Ăn hết mẻ. Đây các bác nhá, miếng trâu nhúng mẻ nó tóp tọp thế này. Nhúng thêm tí nữa đi. Cho nóng. Đây các bác này. Nhìn nó hấp dẫn chưa? Đấy. Chấm một tí cái này. Ui giời ơi. Xong là như thế này. Thú thực là tôi chưa bao giờ ăn thịt trâu nhúng mẻ. Hôm nay được ăn đầu tiên mà cũng ăn ở ngay không gian thế này. Anh Toán thì ăn nhiều rồi nhưng mà ăn ở không gian như thế này cũng lần đầu tiên. Thôi không nói nhiều nữa các bác ạ. Mình sao đi. Ngọt nhỉ. Cái lá này chua rất là thanh thanh à. Chua rất ngon. Không chua là nước. Công nhận các bác, trâu nhúng mẻ ngon. Nó hơi chua chua một tí nhá. Dài dài nhá. Cay cay nhá. Tê tê của mắc khén nhá. Trâu vừa mổ sáng nay luôn. Thịt tươi luôn đấy. Đây tôi còn miếng nữa đây. Cũng chấm nữa đi. Đi cắm trại này thì anh Toán nó sau có đi không anh Toán? Chắc chắn là mỗi năm đi khoảng 2 lần nhá. Anh nhiều béo đấy. Anh em bọn tôi đi suốt ngày luôn mà các bác. Đi nhiều quá thì béo. Tôi với Toán thì giờ là nghề rồi. Lêu trại rồi cho nên là chỉ có đi cắm trại thôi. Trại ăn xong đi cắm trại. Vào những cái món ngon vui dụng các bác. Không làm gì cả đúng không? Làm thì phải làm thôi nhưng mà. Đi ăn mạch vào. Đi ăn vào. Đi mất lại mới ngon rồi. Chúng mình mang mang lên chai. Cứ ăn một miếng thịt trâu với gói với cái lá này thế nào. Thank you.
một tí. Ăn em. Đây cho vào nước chấm này nhỉ. Kiểu anh chưa được ăn. Các bác ơi. Mình gói một cái miếng thịt trâu với một cái loại lá cây như rừng nó chua chua này. Các bác nếu có đi cắm trại, các bác mang theo thịt bò, thịt trâu ấy, các bác nhớ mang theo một ít cái lá gì chua chua dưới xuôi được nhỉ. Không biết là cái gì lá gì để chua được nhỉ, tôi cũng chưa hình dung ra. Thì các bác cho vào nồi thế này xong các bác ăn ấy. Tôi nói thật với các bác là Toán này cho em mượn cái bát nước chấm. Lá lồm, nhưng mà lá lồm dưới xuôi không phải chứ chắc chỗ nào cũng có đâu anh. Lá lồm là lá sùng phát, mà lá sùng lum của mình ấy. Lá sùng lum là lá von vén ấy. Lá giang Sài Gòn trong miền Nam miền Trung hay gọi đấy các bác. Lá lồm. Lá vén này nó nấu. Đây các bác chấm như này. Nó không dẻo như lá này. Ui dồi ôi ăn kiểu này. Cái này có rau muống cũng được. Không. Xà lách. Đấy xà lách được. Xà lách. Nhưng chỉ cần rau thái thì nhúng, ai ăn thì người nhúng thôi. Nhúng hẳn rồi. Rau rừng này nó mình không nấu vậy. Như thì nó lại ấy. Cái rau rừng nó có vị đặc biệt của nó. Ngon lắm. Cái này là bữa hôm nay là sạch một nghìn đấy nha anh Toán nha. Rau rừng trâu sạch. Rau rừng sạch, cá sạch.